các bạn cho video này á, theo yêu cầu của một rất nhiều bạn xem theo dõi kênh YouTube của mình á, các bạn yêu cầu mình á là tìm cách nào mà các bạn đã hạ app nha các bạn. Đây là cái nguồn Let's Driver. Cái nguồn Let's Driver này có nhiều rất nhiều nha các bạn. Nhất là trong cái đèn LED âm trần nè, đèn LED bulb nha các bạn. LED bulb thì có nguồn LED driver nha. Cái này LED U nha các bạn. LED chữ U á. Hoặc là nhà trong nhà gia đình các bạn á, xài cái đèn tiếp LED T8 nè. Đây nè. Tất cả các loại đèn LED trong gia đình đó các bạn đều có nguồn LED driver nha các bạn. Nó cần cái nguồn, nhất là cái đèn mà công suất lớn nha các bạn. Nếu mà còn cái đèn mà công suất thấp á thì người ta dùng cái mặt hạ áp nha các bạn. Bên trong cái nguồn LED driver này là nó tương tự này. Đây là nguồn LED driver trong cái bóng đèn LED bulb nữa các bạn, hoặc là trong cái đèn tiếp LED T8 á. Thế thì các hướng mà để làm tăng giảm cái điện áp ngõ ra để mà cung cấp cho cái dãy chạy chip LED. Rồi bên trong cái chip LED này nè bạn. Mình hướng dẫn các bạn cái cách để mà tăng giảm cái điện áp ngõ ra nha các bạn. Cái điện áp ngõ ra trên tụ nè các bạn. Tụ nào, cái hai chân này chân VA nha các bạn. VA ngõ ra ha. Hai dây này nguồn dây với AC nha các bạn. AC không có vào ha. Sau đây mình sẽ đi chi tiết nha các bạn. Trong cái video trước về cái cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cái LED driver nha các bạn, mình có vẽ cái giới thiệu chi tiết cái sơ đồ nguyên lý hoạt động của cái bộ nguồn LED driver này. Đây là các bạn, mình sẽ vẽ ra một phần nha các bạn. Mình sẽ không cả cái không nói về cái sơ đồ nguyên lý của hay chi tiết nguyên lý chi tiết hoạt động của nó, mà mình sẽ nói về cái hướng để mà thay đổi cái điện áp ngõ ra nha các bạn. Cái điện áp trên tụ C3 nè. Để mà cung cái tụ điện áp trên tụ C3 đúng là chính là cái điện áp mà cung cấp cho toàn bộ dãy LED hoạt động nha các bạn. Nên mình một số bạn cái muốn tăng lên một chút xíu hoặc giảm đi một chút xíu cái điện áp C3 này để mà cho cái đèn nó một là nó sáng hơn hoặc ba hoặc ấy sáng hơn hoặc tối hơn nha các bạn. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Sau đây mình sẽ đi chi tiết nha các bạn. Ở đây á, cái điện áp ngõ ra VA nè các bạn. VA nè, là điện áp hay trên tụ C3 nè. Chính là điện áp dãy cung cấp cho dãy LED. Thì giờ mình muốn hướng mình là thứ nhất là mình sẽ thử thay đổi cái điện dung tụ C3 như thế nào nha các bạn. Điện dung thay đổi điện dung của nó coi cái điện áp ngõ ra có sụp không nha các bạn. Đây các bạn nhìn trên bo nè, các bạn nhìn cái giá trị là 3.30 nha các bạn và 250V, các bạn thấy không, 3.30 250V. Rồi bây giờ mình thử thay đổi mình sẽ thay con tụ này bằng cái một cái tụ khác có điện dung là nhỏ hơn nha các bạn, 2.20 nha. Đây thứ nhất mình sẽ dùng mình sẽ test. Đây các bạn chuẩn bị cho mình nha. Một cái dây AC thì cắm thôi để kẹp cho nó dễ nha các bạn. Và một cái dây điện nha các bạn, dây điện mà các bạn có cái đầu dắt nối nhanh á cho nó cách ly nha, cho dễ đo nha các bạn. Lấy cái đầu dắt nối nhanh cho mình nha. Rồi thứ nhất các bạn hàng, các bạn test thử nha. Rồi sau đây mình sẽ hàng nha các bạn. Dây dương các bạn. Đây nè, cái chân âm á, chân âm các bạn nối ấy nha. Sau đây mình sẽ ghi thông số, ghi kết quả luôn nha các bạn. Để mình hàng chân nè. Các bạn hàng ngoài đây các bạn đo cái điện áp ngõ ra cho mình. Ok nha các bạn. Đo thử cái điện áp ngõ ra nha các bạn. Thì yêu cầu một số nhiều rất nhiều bạn nha các bạn.
yêu cầu mình là làm cái video mà để hướng dẫn các bạn tăng giảm cái điện áp trên cái nguồn led driver này nè, tăng giảm ít thôi nha các bạn. Đây, sau khi hàng dây á, rồi các bạn, mình sử dụng cái một cái đồng hồ số nha các bạn. Các bạn chỉnh cái thang đo như 1000 cho mình, như 1000 ha, tại vì các bạn chưa biết cái điện áp nó ra. Rồi, các bạn cứ cặp theo nguồn nha các bạn. Que đỏ thì các bạn chích vào một cái que dương ha. Còn cái cực âm của VA các bạn chích vào que âm ha, để đo cái điện áp nhỏ ra thôi, không có gì hết á. Cái này bình thường nha các bạn. Tại vì mình muốn dùng cái này để mà nó cách ly điện nha các bạn, nó không có ảnh hưởng dính dáng gì đến đấy nha các bạn. Rồi, sau đó các bạn kẹp nguồn cho mình. Đây nè, kẹp nguồn AC vô, cắm bình thường nha các bạn. Rồi, các bạn cắm vô ổ cắm nha các bạn. Cái này mình sẽ cắm vô ổ cắm nha. Các bạn kiểm nhìn cái đồng hồ coi nó lên bao nhiêu vô nha các bạn. Cái ổ ra nha, điện áp ổ ra khoảng bao nhiêu nha các bạn. Đây nè, mình đã cắm ổ cắm rồi nha các bạn. Cái điện áp ra 273V nha. Đây cái mạch, cái sơ mạch là nguyên thủy của nó, mình chưa có độ chế hay động chạm gì vô nha các bạn. Mình sẽ ghi cái thay cái độ tụ C3, cái C3 là có giá trị nhiều. Cái C3 của nó là 3.3 mi nè các bạn, C3 nè. 3.3 mi nè. Cái điện áp là 250V nè. Cái VOUT số bằng 273V. Đây, chính xác của nó nha bạn. Là C3, cái tụ C3 là 3.3 mi nè, 250V. VOUT của nó là 273V. Đúng không các bạn? Là tụ C3 nè. Rồi mình sẽ thay cái giá trị, tại vì mình sẽ thay cái giá trị tụ C3 bằng cái điện dung nhỏ hơn nha bạn. Cái điện dung cái C3 mình sẽ thay xuống 2.2 microfarad. Cái điện dung là điện dung 2.2 microfarad và cái điện áp các bạn. Cái điện áp cũng 250V nha các bạn. Các bạn không thể thay cái điện áp mà nhỏ hơn nha các bạn. Tại vì cái VA của nó là 273V rồi. Mà các bạn thay cái điện áp mà nhỏ hơn á, tại vì nó ngay chế độ không tải, khi mà các bạn gắn tải vô nó sẽ sụt áp. Đây là 250V. Thì nếu mà các bạn thay cái tụ mà 50V hoặc 100V nó là nó sẽ nổ tụ nha các bạn. Đây trên thông số cái tụ này nè các bạn. Nó ghi cái điện áp làm việc nha các bạn, cái điện áp định mức của nó khi mà nó các bạn nhìn giá trị thấp quá là nó sẽ nổ tụ nha các bạn. Đây mình sẽ lấy một cái điện, mình sẽ lấy một cái đây các bạn nhìn nè. Đây nè, mình sẽ lấy một cái tụ 2.2 mi. 2.2 mi và 250V thử thôi coi cái điện áp VOUT nó có thay đổi không nha các bạn. Đây nè, 2.2 mi. Nếu bạn muốn thay đổi á, thì các bạn dùng cái điện áp, các bạn xem cái điện áp VOUT nó ra là 22 nè, chú ý cái 273V này cho mình nè. Chứ thấp quá là không được nha các bạn, thấp quá là nó nổ tụ nha các bạn. Tụ nó dễ bị phồng á, phồng là nổ nha. Đây nè các bạn dùng cái tụ là 2.2 mi 250V cho mình nha. Rồi, sau đây mình tiến hành mình thay thử nha các bạn. Mình sẽ giật tắt nguồn đi nha. Các bạn giật giật phích cắm tắt nguồn đây nha. Rồi, mất cái điện áp nó ra nha các bạn. Rồi, dây nguồn mình đã rút ra rồi nha. Ở đây á có một lưu ý cho các bạn nữa là khi mà các bạn rút dây nguồn ra thì cái điện áp trên tụ này nè, trên tụ tụ nguồn này nè, có thể nó còn nha các bạn. Nên các bạn cứ lấy cái tô bít nè, các bạn xả điện cho mình nha, chập hai chân chân âm dương thôi, cho nó xả điện thôi. Nhiều khi các bạn chờ cho nó bị giật nha, các bạn lưu ý cho mình. Đó, các bạn chấm này xả nha, là ok nha các bạn. Rồi sau đó các bạn, mình sẽ tháo cái tụ này ra nha.
thay cái tụ nè. Đó, cái tụ 3,3 mi nha các bạn. 3,3 mi mình sẽ thay bằng tụ 2,2 microfarad nha. Đây, mình sẽ tiến hành mình tháo cái tụ ra nha các bạn. Tháo thử cái tụ ra rồi thay cái tụ mới vô coi coi nó có thay đổi cái điện áp không nha các bạn. Đây mình chỉ cái các bạn cái hướng nha, cái hướng để các bạn mà làm nha các bạn. Để các bạn độ chế ở nhà. Đây nè. Rồi. Đây là cái tụ cũ mình đã lấy ra nha các bạn. Nè, 3,3 mi 250V nè các bạn. Mình sẽ thử giảm cái điện dung của tụ này coi cái điện áp nó ra nó có thay đổi không nha các bạn. Đây mình sẽ lấy tụ 2,2 mi 250V nha các bạn. Cái tụ này tụ độ nên mình hàng sơ xài thôi nha, không có hàng trực tiếp dính trực tiếp gì đâu. Rồi. Mình sẽ dính ở đây luôn nha các bạn, dính chân ha. Bạn nhờ hàng đúng chân nha mình nha, chân âm chân dương nha. Đây nè. Dính này nha các bạn. Rồi, các bạn thấy không? Hai chân mình hàng dính nha các bạn. Dính này nha. Cái tụ này tụ 2,2 mi nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình đo cái điện áp nó ra nó thay đổi như thế nào nha các bạn, nó có thay đổi hay không nha các bạn. Rồi các bạn cứ kẹp lại như y hình cho mình nha. Đó. Cái điện áp cũng các bạn cũng đo vô là 1000V nha các bạn. Chuyển cái thang đo về nhà về 1000V nha. Thì các bạn cứ kẹp đi hệt như hôm nãy nha các bạn. Kẹp để test đo cái nguồn VA nó ra coi nó có thay đổi không. Các bạn cứ để độ chế ở nhà nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ cắm cái điện, cắm nguồn vô nha các bạn. Cắm nguồn vô nha. Coi cái điện áp ngõ ra thay đổi không nha các bạn. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Nó ra là 269V, 270V. Đây mình sẽ ghi cái giá trị nha các bạn. Đây là 270V nè các bạn. Đây nè. Giá trị 270V nha các bạn. Đây chứng tỏ là gì? Các bạn khi các bạn tăng giảm giá trị tụ C3 này xuống nè. Thì cái điện áp nó cũng giảm một xíu nhưng mà cái là không đáng kể nha các bạn, chỉ giảm chỉ có 3V thôi. Là C3 nè. Nó giảm thì khoảng 3V thôi nha các bạn, là 273V nè. VOUT nó còn 270V. Đúng rồi. Nó giảm nói chung tình cái vấn đề này nó giảm là không đáng kể nha các bạn. Các bạn lưu ý cho mình nha, cái điện áp ngõ ra, cái điện áp đây nè. Cái tụ C3 cái điện áp làm việc các bạn không nên giảm cái điện cái mức này nha các bạn. Bước xuống cái điện áp làm định nước của nó như 220 mà 100V hoặc là 50V là không nổi các bạn, nó nổ tụ nha các bạn. Nên các bạn lưu ý cho mình cái giá trị VOUT này nè, 270V. Đây nè. Là khi mà mình giảm cái tụ C3 xuống cái dung lượng giảm cái điện dung của tụ C3 xuống á thì cái này nó không thay điện áp không thay đổi nhiều nha các bạn. Sau đây mình sẽ đi hướng về hướng giảm cái giá trị R3. Cách 1 á, cái cách 2 nè. Giảm R3.
Đây giảm R3 hoặc tăng R3 nha bạn. Mình sẽ giảm R3. R3 sẽ giảm xuống nha bạn. Hoặc là tăng cái giá trị R3 lên. Y cho mạch nha bạn. R3 nữa bạn. Rồi, sau đây mình sẽ tắt nguồn nha bạn. Rồi các bạn cũng xả điện áp cho mình nha. Trên cái tụ này nè các bạn cứ xả nguồn nha, coi coi đây nó nẹt, có đẹt lửa nha các bạn. Coi nó tích điện á, nó đẹt lửa thì các bạn xả hết điện cho mình nha. Rồi. Các bạn tiến hành thay con R3 nha các bạn. R3, cái điện chở R3 là mắc song song nha các bạn. Nó mắc song song với cái tụ này nè. R3 mắc song song với tụ C3. Nên các bạn cho mạch nó, các bạn nhìn nè, ở đây có R3 nè các bạn. R3 mắc song song với tụ C3. Đúng không? Này có con điện chở nhỏ nè các bạn. Nhỏ xíu cho này nè. Bạn nếu mà các bạn không biết cái con nào R3 thì các bạn cứ đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn, chỉ các bạn luôn. Là bạn bật cái thang đo, nếu như các bạn dùng đồng hồ số nha, các bạn đổi, hoặc các bạn dùng điện trở, các bạn bật cái thang chuông chuông cho mình. Cái đo chuông nha các bạn, và các bạn đo nha. Các bạn chập lấy que đo, các bạn mỗi đầu các bạn chích vô cái tụ đó. Tại vì tụ điện trở đó có hai đầu nha các bạn. Đây là một cái tụ nè, các bạn chích vô một cái chơi chân tụ nha. Rồi các bạn chích vô một cái chân tụ, rồi các bạn chích vô cái điện trở đó, coi coi cái chuông nó kêu hoặc là điện trở nó báo không nha các bạn. Nếu nó báo là chính là cái điện trở mà nó mắc song song, nó nối với nhau nha các bạn. Đây nè, coi theo đa một chân nè, một chân điện trở nè các bạn, điện trở nhỏ nè, nó kêu lên nha các bạn. Rồi mình sẽ tiếp cái đầu kia nha các bạn. Mình tiếp cái đầu trên nha các bạn. Nó chơi nó vô ghê nha các bạn. Rồi, và là đây là cái con điện trở R3 nha các bạn. R3 nè. Nó mắc song song với cái tụ C3 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo. Mình đọc cái giá trị trên đây các bạn. Giá trị này là 104 nha các bạn. Cái giá trị này nhỏ hơi mờ nha các bạn. Mình cái giá trị của tôi R3 là 104 nha. Còn rồi mình sẽ thay cái lấy cái tụ này gắn qua bên kia cho dễ thay nha các bạn. Đây. Thì mình sẽ lấy cái tụ này gắn qua bên đây cho nó dễ thấy nha các bạn. Thay cái tụ cái đường con đi chở R3 cho nó dễ nha. Rồi. Cái tụ 2.20 mình nếu mà không thay đổi nhiều thì các bạn có thể tháo ra luôn nha bạn, thay gắn lại tụ cũ cho mình luôn nha. Còn không á thì các bạn cứ đi giữ nguyên cái tụ này. Đây. Từ cái điện áp á, cái điện áp này thay đổi không nhiều nha các bạn. Cái điện áp này thay đổi 3V là không hiệu quả nha các bạn. Nên có gì mình gắn lại cái tụ cũ cho nó luôn nha các bạn. Cái tụ cũ là 3.30 nè. Gắn ba cái tụ 3.30 lại cũ cho nó nha các bạn. Đây là mình sẽ hàng sơ thôi nha.
Rồi xong rồi nha các bạn. Đây là cái con tụ cũ đầu tiên nha các bạn. Mình đã hàng lại ngược lại nha các bạn. Các bạn nhớ hàng kỹ chân cho mình nha. Cái này mình gá thôi để mình thí nghiệm với cái thay cái con điện trở R3 như thế này nha các bạn. Còn các bạn không muốn thì các bạn hàng trực tiếp vô cũng được. Hàng như như cũ rồi các bạn bẻ chân ha. Còn này mình sẽ hàng sơ để mình làm cho nó nhanh nha các bạn. Rồi. Ở trên đây á mình để lấy được con điện trở R3 nha các bạn. Con điện trở R3 cũ á, các bạn nhìn trên đây nè. Nó sẽ ghi giá trị là 104 nha các bạn. Nó nhỏ rất nhỏ nha, mình R cũ nè các bạn. 104. Cái giá trị này các bạn biết là điện trở dáng nha, 104 nó khoảng 100 kg nha các bạn. Khoảng 100 kg nha. Cái 10 số đầu á, là số đầu là số 1 nè, hai số đầu là cái số đọc thôi. Số thứ hai là 10 104 nha các bạn. Nó là khoảng là 104. Các bạn thay cái điện trở 104 này cho mình nha. Các bạn lấy trên cái mạch mà mạch led driver mà hư khác nha các bạn. Đây nè, tìm trong mấy cái mạch led driver khác. Coi cái con điện trở nào có thể thay thế được không bà. Ở đây mình có cái con điện trở là nó nhỏ quá các bạn không thấy đâu. Các bạn nhìn để 224 nào bạn. Tí mình thử cái con 224 nha. 224 là hai con 203 nha các bạn. Mình thay cái con 224 gì trước nha các bạn. Mình lấy trên cái bo nguồn led driver mà hư ngay trước nha các bạn. Con bật cái khò lên thay thế, lấy cái con 224 này thay cho cái con 104 nha các bạn. 224 thay 104 ha. Và mình lấy cái con 203. Điện trở 203 nè các bạn. 203 thay vô nha các bạn. Đây là mình sẽ lấy hai cái con, mình sẽ thay bằng cái con 104. 104 này thay bằng cái con 224 nha các bạn. 224 và thử thay bằng cái con coi 203. Còn cái giá trị điện áp VOUT nó thay đổi không bao nhiêu nha các bạn. Cái điện áp gõ ra coi nó có thay đổi như so với tụ C3 không hả các bạn. Đây mình sẽ tiến hành mình lấy cái con 224 ra trước nha các bạn. 224 nè. Các bạn lấy khò ra nha các bạn. Rồi chút xíu ra liền nha bạn. Đây là con 24 nha bạn. 24 mình lấy luôn cái con để riêng ra đi. Đây trước tiên là mình thay vô cái vô mạch. Đây. Đây là cái con điện trở R3 nha các bạn, mình sẽ thay con bằng cái này nha các bạn. Mình bẻ chân cho dễ thay ha, cho nó nằm luôn nha. Rồi các bạn chích nó ít nhiều thông nha các bạn. Mở hàng á cho nó dễ lấy nha các bạn. Còn đây. Đây là cái con điện trở 224. Đây mình chỉ các bạn cái hướng mà các bạn ấy nha bạn, để các bạn nghiên cứu nha. Ở nhà tại vì mình làm nhiều clip và video và điện thoại di động ngoài sửa tùm lum hết á, nên mình không có nghiên cứu nhiều. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn, chỉ các bạn cái hướng mà các bạn để các bạn ở nhà các bạn nghiên cứu, các bạn thay thế độ chế cái nguồn led driver này nha các bạn. Cái con IC, cái con điện trở R3 mình lấy ra rồi nha các bạn.
này mình bỏ qua bên nha, R3 cũ là 104 nha các bạn. Rồi mình lấy con này nè, cái con 224 mình thay vô nha các bạn. Rồi mình đọc thử cái giá trị coi coi nó ổn không, đo cái VR các bạn, nó ra nhiêu bằng nhiêu nha các bạn. Ở nhà các bạn nghiên cứu nha bạn, có gì các bạn thay điện trở, thay đi tụ thử coi nó ra sao, rồi các bạn đo giá trị vừa ý cho mình là ok nha các bạn. Rồi xong rồi nha các bạn, rất nhanh nha. Rồi là xong rồi nha các bạn, mình thay xong cái con đây là thay xong con điện trở nha các bạn. Sau các bạn thay xong các bạn để cho nó nguội một xíu nha các bạn, chứ chúng ta kho hàng vô nó nóng nha các bạn, cho nó nguội xíu ha. Rồi xong rồi các bạn tiến hành đo điện áp nó ra nha. Các bạn cũng dùng cái dây ha. Các bạn nhớ nha các bạn, con điện trở mới thay vô là 224 nha các bạn. Rồi các bạn tiến hành hàng vô cho mình nha. Hàng đúng chân nha các bạn, đây chân dương nè. Này hàng cũng dễ các bạn, các bạn nhìn căn cứ vào cái chân của tụ của các bạn. Để các bạn hàng được nha. Căn cứ chân tụ là nó mắc song song với tụ là ok nha. Thấy hàng đường dây nha các bạn. Ở nhà các bạn tự ấy nha. Làm cái này cũng dễ, không có gì khó. Rồi xong rồi nha các bạn, mình hàng mà mình đo điện áp nó ra nha các bạn, con nó thay đổi như thế nào ha. Đồng hồ này mình chỉnh vào cái thang đo như 1000 nha các bạn. Các bạn kẹp qua đâu tương tự ha. Rồi tương tự như lúc đầu nha các bạn. Rồi các bạn lấy cho mình xe nguồn ha. Nhớ nha các bạn, chỉnh nha. Chỉnh các bạn để ý nha, cái điện áp này lớn hơn 200V nha các bạn. Lúc đầu á là mình đo giá trị là 270 mấy V nha. Nên các bạn đo vặn giá trị nhỏ quá là giờ nhỏ hơn á là nó thở nó nổ, nó hư đồng hồ nha các bạn. Các bạn cứ quặng cho mình giá trị 1000 cho mình nha. Rồi sau đó các bạn tiến hành cấp nguồn vô ha. Cấp nguồn vô giá trị bao nhiêu nha các bạn. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn cho cái nguồn led driver này nha các bạn, coi điện áp nó ra bao nhiêu nha các bạn. Thì mình sẽ cắm ổ, mình sẽ dùng cái phích cắm, mình cắm ổ cắm vô nha các bạn. Cắm nguồn vô coi nó điện áp nó ra nó khoảng bao nhiêu nha các bạn. Rồi các bạn thấy không? Nó ra giá trị 272. 272 là cái điện áp R3 khi mà mình tăng cái này là mà R3 104 mình tăng lên 224 lên 224 á là cái điện áp ngon VR nó ra không thay đổi nha bạn, nó không thay đổi nha, nó cũng 273 nha bạn, 273 nè. Đây là 273 nha bạn. Là cái trường hợp là không hiệu quả nha bạn. Khi mình tăng cái giá trị mà R3 lên á là không bị quả nên mình bỏ luôn nha mày. Cái trường hợp mình khoanh tròn mình bỏ luôn nha. Cái trường hợp này bỏ nè. Từ cái điện áp ngõ ra lúc đầu á là 273 luôn, nó không đây nè. Nó không thay đổi nhiều nha các bạn, nên bỏ ha. Bây giờ mình sẽ đi theo cái hướng mà R3 giảm R3 203 nè mày. Giảm coi. Coi giá trị VR nó bằng bao nhiêu nha các bạn. Đây mình sẽ tắt nguồn nha các bạn. Rút ổ cắm ra nha. Các bạn tắt nguồn cho mình. Rồi mình sẽ lấy cái con điện trở 203 nếu mình thay vô cái con 104 này coi cái giá trị nó khoảng cái VR đó, nó ra khoảng bao nhiêu nha các bạn.
Thì các bạn cũng xả ra ha. Nhớ cũng xả tụ nha bạn. Cái tụ này nè, tụ nguồn các bạn cứ xả. Cái trường hợp nó còn tích điện á, thì nó sẽ nó xả hết cho mình không bị giật nha các bạn. Các bạn lấy tua vít ra hay cái kim loại giá rồi. Các bạn thay thay điện trở lên cho mình nha. Rồi cái nằm tương tự nha các bạn. Các bạn tìm con điện trở. Là các bạn lấy cái bo sát nha các bạn. Bo sát trên nguồn led driver, các bạn lấy tìm cái con 203 cho mình nha. Tức nhiều nha các bạn, trên cái bo nguồn sát nguồn led driver nó có nguồn 203 nha các bạn. Các bạn lấy tìm cái con số 203 lấy ra cho mình. Lấy điện trở ra nha các bạn. Đây mình sẽ tiến hành mình lấy ra mình thay thay vô cái con cũ nha các bạn. Cái con 24 này mình bỏ nha. Nói chung là làm nó không hiệu quả nha. Rồi mình sẽ tiến hành mình lấy cái con 203 ra. Rồi các bạn khởi chút xíu là nóng chảy liền nha các bạn. Nó ra rất nhanh nha. Rồi đây nè các bạn. Nó nhỏ quá bạn không thấy thôi. Đây là có con điện trở 203 nha các bạn. Lấy trong cái bo nguồn bo sát của nguồn led driver bị hư nha các bạn. Đây là cái con điện trở nè các bạn. Điện trở dán ha. Rồi mình sẽ thay cái con 203 bằng con thay cho cái con 224 cũ nha các bạn. Rồi các bạn cũng làm tương tự nha. Rồi lấy cái mình nhà thông mới chích vô ít cho nó dễ hàn nha các bạn. Thôi mình lấy gấp ra được nha các bạn, bỏ ha, cái con này mình bỏ nha các bạn, mình thay bằng cái con 203 nha các bạn, điện trở dán 203 nha các bạn, thì thử nha các bạn, coi coi cái giá trị nó có thay đổi không nha các bạn. Rồi xong rồi nha các bạn, rất nhanh nha. Rồi các bạn để cho nguội xíu nha các bạn, nguội xíu rồi lấy ra nha. Tiếp tục rồi mình tiếp tục hàn cái dây nguồn lại vô nha các bạn, cho nó nguội bớt nha các bạn, chứ bạn hàn vô nó nóng quá. Rồi hàn lại cái dây để mình đo cái điện áp ngõ ra nha. Đây, mình hàn xong cái dây dương nha các bạn. Còn dây âm mình hàn tương tự nha. Các bạn cứ quan tâm cái mức hai cái này mức song song với nhau, song song với cái cực các bạn. Nó cùng cực với cái con tụ nào ok nha các bạn. Rồi. Là xong nha các bạn. Cái hình thức đấu dây cũng y hệt tương tự như lúc đầu nha các bạn. Thì chúng ta mới tiến hành cái chúng ta kiểm tra cái điện áp ngõ ra của nó như thế nào ha. Rồi các bạn cũng dùng cái dây nguồn ha, cái dây AC. Rồi các bạn tiến hành cấp nguồn vô nha các bạn.
Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình cắm vô dây nguồn vô, mình coi cái điện áp ngõ ra nha bạn. Khi mình thay cái điện con điện trở 203 này, con VA nó ra bao nhiêu nha các bạn. Thay đổi nhiều không nha các bạn. Rồi các bạn thấy không? Nó ra giá trị là 220V, 220V nha. Các bạn nhớ cho mình là 220V nha các bạn. 220V nha, 222V nha. Rồi mình rút nguồn ra nha các bạn. Đây nè, cái VAO của nó bây giờ nó ra nó còn có 220V thôi. VAO VDC nha các bạn, VDC này nè. Là giá trị nó ok nha các bạn. Đây là các bạn thấy không? Khi mình cái giá trị cũ á, cái giờ cái giải pháp của mình nó thay tụ C3. Cái tụ C3 này nè. C3 này là không hiệu quả nha bạn, thay nếu mà các bạn giảm tụ á thì cái điện áp nó ra nó sẽ thay đổi không nhiều. Nhưng mà khi các bạn tăng điện trở lên á, tăng giá trị điện trở lên thì nó cũng không thay đổi nha các bạn. Nhưng mà các bạn giảm giá trị điện trở đi, cái điện áp ngõ ra sẽ bằng 220V, nó sụt giảm là khoảng 53V nha các bạn. Cái mức mà nó giảm á. Cái mức nó giảm là 53-52V nha các bạn. Đây nào, để mình cắm lại nha. Coi nó giảm khủng luôn nha các bạn. Thấy không? 220V nha các bạn. Đây nè, 53V rồi. Các bạn thấy không? Nó giảm còn 220V nha. Mình rút ra nha. Như vậy là chúng ta khi mà chúng ta thay cái giá trị R3 các bạn là nó giảm 53V, nhưng mà có một cái nhược điểm á là ở đây á, cái theo định luật ôm nha các bạn. Y sẽ bằng U chia R. Đúng không? Định luật ôm á, cường độ dòng điện sẽ bằng hiệu điện thế nè, U chia R. Nhưng mà cái điện trở R3 này nó giảm nha các bạn. Khi mà R3 này giảm á thì dòng qua R3 nè, dòng I3 nè, nó sẽ tăng lên. Các bạn thấy không? Tỷ lệ người cái này tỷ lệ nghịch với nhau, R3 giảm thì I nó tăng lên. Nó dễ làm cháy cái con R3 này, nó dễ bị chết nè các bạn. R3 này nè. R3 này dễ bị đứt nha các bạn, cháy luôn nha. Đây là cháy R3. Nên mình khuyên các bạn á, giảm á các bạn, giảm cái mức độ mà vừa phải nha các bạn, đừng giảm qua cao quá cái giá trị này, cái lớn rồi nha các bạn. Cái giá trị 53V là nó rất lớn nha. Nên các bạn chọn cái giá trị R3 nè, thay vì 203 nè. 203 thì các bạn giảm xuống cái giá trị của mình. Tại vì cái điện trở lúc đầu á, cái lúc đầu là 104 đúng không ạ? Là khoảng 100kg á, 104 nè. Là cái chuẩn của nó nha. Các bạn xuống giảm 203 thì bây giờ các bạn giảm thử còn 903, 903 hoặc là 803. Tại vì mình nói với các bạn là mình các bạn nên giảm cái điện áp vừa phải thôi. Chứ các bạn giảm nhiều quá là không bị cháy cái điện trở này R3 nào bạn. Giảm cái này giảm đến 53V nè. Là cháy cái dễ làm chết cái con R3 nha các bạn. Nếu các bạn giảm ví dụ cái giá trị lúc đầu á, các bạn giảm cái nguồn power supply, cái nguồn led driver này nè, các bạn giảm mức điện áp vừa phải nha, mức khoảng vài chứ khoảng mười mấy hoặc 10V hoặc 20V thôi, chứ đừng các bạn giảm cao quá, giảm lớn quá là cái cháy của R3 mới thay. Thì cái chị lúc đầu là 104 thì các bạn giảm xuống còn 903 hoặc là 803 là cái tạm chấp nhận được nha bạn, ok nha. Chứ còn các bạn giảm nhiều một lúc nhiều quá là nó dễ bị hư cái cháy con điện trở vừa thay nha các bạn. Như vậy chứ trong video này á, mình đã hướng dẫn cái hướng để mà giúp các bạn hiểu thêm về cái nguồn led driver nha các bạn, để các bạn độ chế. Rồi rất nhiều bạn đã yêu cầu mình đó là
làm sao mà để cho cái nguồn VR nó ra các bạn. Đa phần á, phần lớn là không ít ghi, nhiều người ít tăng lắm, mà người ta nói là giảm, giảm VR nó ra, cái giảm đây là cái điện áp nó ra nè, cho cái dãy led này nè, làm giảm, giảm mua xuống để cho cái đèn led nó đáp ứng được cái yêu cầu của các bạn đó mà đưa ra nha các bạn. Nên giảm cái VR á, hướng là lúc đầu là lúc đầu là 273V mà mình đã giảm thẳng xuống còn nó còn có khoảng 220V thôi. Nhưng mà cái cách này không hiệu quả nên mình hướng nên mình nói các bạn, khuyên các bạn là các bạn lựa con điện trở 903 hoặc 803, mấy con điện trở giá nha các bạn. Tại vì điện trở này các bạn tìm ở đâu, có thể tìm trong mấy cái bo nguồn bo sát nha các bạn, có điện thoại di động quá, có mấy con bo sát á, hoặc là nếu các bạn không có, các bạn tìm trong mấy cái mạch mạch điện tử á, giờ người ta hay dùng linh kiện dán á, hoặc là thử tìm xem mấy cái con điện trở mà ra trường hợp các bạn tìm không ra mấy con điện trở này, các bạn lấy mấy con điện trở nhỏ nhỏ nha các bạn, rồi ghép nối tiếp nè, làm cái điện trở tương đương 903 nè các bạn. Các bạn cứ tìm trong, nhất là trong cái mạch điện tử bây giờ, hiện tại giờ đa phần nó dùng linh kiện dán nha các bạn, hoặc làm cái bo điện thoại di động nè, hoặc làm mấy cái bo led driver này nè, các bạn xem coi có con nào á, có điện trở nào gần giống rồi các bạn có thể ghép hai ba con lại nhau nha, mắc nối tiếp nha, là ok nha các bạn. Lời khuyên của mình đó là các bạn, ví dụ cái giá trị mà R3 của nó, mặc định của nó là 104 thì các bạn lấy điện trở gần gần sát ra nha, là giảm một cái giảm cái mức điện áp chút xíu thôi, VR quá chứ nó giảm cao quá là có thể cháy điện trở nha các bạn. Cháy điện trở R3 ha, vì dòng á, dòng nó sẽ tăng lên nha các bạn, dòng nó qua điện trở rất lớn là nó dễ cháy điện trở nha các bạn. Rồi video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến hay comment gì á các bạn cứ để lại nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Chào các bạn.